Ở thế gian này cái chuyện mà gọi là lời nói mà nói qua nói lại rồi nói xấu nhau, đó là chuyện bình thường. Đây là thế gian là bình thường, đúng không? Bình thường. Đừng có nói cái đó là cái gì mà lạ, hoặc là nói tu mà sao còn nói xấu nhau. Chuyện này bình thường. Tu vẫn còn là phàm phu, chứ phải là thánh, đúng không? Chứ phải là thánh thì nói xấu là bình thường. Nên đừng có buồn. Đã là bình thường thì đừng có buồn. Đừng có buồn thì sẽ sống tự tại, sống trên dư luận. Mình nhận thức con đường mình đi cho sâu, rồi mình tu, chứ đừng bao giờ mà bị những cái dư luận một hai câu mà làm mình sanh phiền não. Hiểu không quý vị? Đó, đặc biệt đó. Đó. Nên cuộc đời như Đức tu đố mà tác động như Đức được cái gì? Không có tác động được gì đâu. Ví dụ như tự nhiên vài bữa người ta chụp bôi hình thầy Những Đức cặp tay cô gái nào đi ngoài đường chụp hình nó gỡ lên mạng, không? Nó mày muốn gỡ đi. Trời ơi, mày ở không quá. Tao vẫn niệm Phật mỗi ngày. Người ta đến thì đến, không đến thì thôi. Đúng không? Ai mắc tính tâm thì thôi. Tôi cứ niệm Phật là vài bữa đến nữa. Mà đừng có giải nói cái này kia. Hoặc là thầy đâu có chuyện gì. Nói vậy nó phái nói mình lắm. Nó phái tác động mình im gu vậy đó. Nghĩ nói luôn à. Cái cách hay nhất là im đi. Mình cứ tiếp tục mà phi người ta niệm Phật nữa đi. Là được liền rồi quý vị. Đặc biệt là vậy đó. Hoặc là nói thầy Những Đức cái đó gì đó. Cái này kia vậy. Kể họ. Họ nói gì họ nói. Cái đó là giúp mình coi có công phu hay không á. Nếu như mà mình lên mà mình phân chành mình nói nghe, là mình thất bại. Phân chành nói là thất bại rồi đó. Đừng có phân chành. Cứ để cho người nào mắc tính tâm là biết rồi. Người đó tu làm sao rồi đó. Mắc tính tâm đi. Ví dụ như 1000 người mắc, 500 người. À còn 500 người đặc biệt. Rồi bắt đầu 500 người thì tiếp tục tu nữa. Cái 500 người kia thấy, ủa sao mà mình không đến tu, họ cũng đến tu, thôi mình cũng đến nữa coi. Ngộ vậy đó. Chúng sanh nó đến rồi nó đi, nó đi rồi nó đến, nó làm hoài vậy mà mệt quá. Đừng có chạy theo họ. Mình giữ cái tâm mình niệm Phật nè. Mình giữ cái tâm mình mỗi ngày an lạc nè. Đây là quan trọng. Nên quý vị biết rằng Những Đức nó nói chuyện Phật Pháp là nương vào lời tổ sư. Không có nói cái chuyện quý vị tính tâm hay không tính tâm, chuyện của quý vị. Tu cũng tốt, không tu cũng tốt. Tốt với những người thích tu, tốt với những người không thích tu, đúng không? Người ta không thích tu, người ta nghe câu Phật hiệu là người ta ghét, là tốt với họ. Còn chúng ta tu, chúng ta nghe câu Phật hiệu là tốt với chúng ta. Mà trong cái nghe câu Phật hiệu tốt, nó có cái nguyện giảng sanh, giải thoát. Còn cái người mà không tu, tốt với họ là họ lao theo trần cảnh để mà dính trong cái đọa lạc khổ đau. Đó là chuyện của họ, là tốt của họ. Họ chọn mà, đúng không? Mình mà suy nghĩ ra vậy thì cái tâm bị thoải mái lắm quý vị. Tâm rất là thoải mái, rất là an lạc. Nó rất là tự tại. Cái tâm mỗi ngày nhớ Phật, nhớ thế giới cực lạc là đặc biệt an lạc. Quý vị nhớ nè, quý vị nhớ A Di Đà Phật, nhớ thế giới cực lạc. Quý vị không có đá đổ hoàn cảnh này gì đâu. Vì sống trong hoàn cảnh này tuyệt vời, vui vô cùng luôn. Nó có xe gì thì đi xe nấy, có tiền sao thì xài gì. Đúng vô cái quy cách của mình, mỗi ngày ăn uống no bụng để sống thì tu, sống khỏe mạnh, tóc tai gọn ghẻ, mặt mày trang điểm nhẹ nhẹ. Bận đồ kín đáo, đi khe khẽ, lời nói dịu dàng, nghe dễ thương. Đặc biệt có nghĩa là nó bình thường vô cùng luôn. Chứ không phải là quý vị nói là niệm Phật giảng sanh rồi bây giờ chúng ta phải đá đổ trần cảnh này, hoặc là buông xả. Đừng có cái nhận định nó sớm quá. Cứ niệm Phật từ từ đi, rồi tự nó sẽ buông hay không là trong tâm vì sẽ biết. Còn lúc mà nó chưa có gì thì đừng có bắt ép phan duyên, hiểu không? Có cái chú này, ông đến ông cộng tu chùa mình. Ông năm nay 40 tuổi. Ông vừa vô tu có 3 bữa thôi thì vợ ông xuất hiện liền. Vợ ông gặp Những Đức nói, thầy chồng có muốn đi vô chùa thì tu luôn. Mà trong khi 3 đứa con, đứa lớn nhất nó 15 tuổi, đứa nhỏ nhất nó mới có 5 tuổi thôi à. Vậy mà bây giờ ổng muốn đi vô trong chùa ổng tu luôn á thầy ơi. Thầy bây giờ thầy phiên chồng con sao, chồng con về thầy ơi. Thì xong bắt đầu là Những Đức hỏi ổng, ổng nói là nhà dụng công không đạt công phu, thêm cái nữa là con là cố gắng lắm rồi đó. Con từ khi con muốn giảng sanh, niệm Phật giảng sanh tới giờ là con cách ly với vợ con luôn, mỗi người cái giường nằm riêng. Những Đức nói ông công nhận cao thủ gió lâm thiệt. Những Đức mà như ông tu chắc cũng không làm nổi chuyện này. Hồi lúc mới cưới về có cách phòng không? Dạ không thầy. Cách phòng sao được 3 đứa. Vậy bây giờ sao không cách phòng? Giờ con muốn luyện công phu. Công phu mà nằm chung giường mới công phu chứ, đúng không? Công phu đó là công phu thật.
Nó nằm chung giường đi, có công phu hay không biết liền à. Chứ nằm cách giường mà liếc liếc nhìn qua làm gì, đúng không? Thường là những người tu vậy rớt hết trơn à. Nó sống theo cái quy cách tự nhiên, nó sống tự nhiên, người ta mới thấy Phật pháp nó tuyệt vời. Tự nhiên biết tu một cái, bây giờ cách giường với vợ, vừa tu một cái là vợ chồng cảm thấy xa cách, nó vừa tu một cái là gia đình nó cảm thấy có cái gì ngăn cách vậy. Ai mà thích tu, người ta tu người ta phải làm sao nó càng tu nó càng có tình cảm con người. Nhưng trong tình cảm con người này nó biết được cái quyển chuyển của nó, là ngày xưa tình cảm ái nhiễm trong lục đạo, khổ đau nặng nề không buông được, mà còn hẹn đời đời kiếp kiếp còn gặp nhau. Còn bây giờ mình biết niệm Phật rồi, mình biết cái tình cảm con người là phải có, nhưng mà mình biết nó không tồn tại nên mình không chấp nhất nặng nề. Đúng rồi. Và mình phải diễn cảnh làm sao cho nó đẹp mắt vô cùng, nhưng trong nội tâm mình, sâu thẳm từ nội tâm mình biết được nó làm sao. Đó là cái hiểu biết tu hành. Tu hành như vậy nó mới là đúng, chứ không phải là tự nhiên tu cái cách giường với vợ. Cách giường thời gian là chia tay ly dị, có chuyện xảy ra, tâm tư nó bấn loạn bất thường, nó kiềm chế một cái cách mà nặng nề, nó không đúng nguyên lý của nó, hiểu không? Không đúng nguyên lý là nó bức thiệt đó, chứ không có đơn giản đâu quý vị. Nên ai mà nói mà công phu, mà luyện công phu dữ dằn đồ mà biết niệm Phật mà cách giường với vợ, vợ cách giường với chồng, như Đức nói mô Phật. Ôi, tôi không dám chỉ chỗ này, căn cơ mình kém lắm, chứ không phải là gọi là tự lực mà đoạn phiền não đâu. Chúng ta là tiệm tu, tiệm tu chứ không phải là tự lực. Thưa quý vị coi, thí dụ như giờ trong gia đình của mình, quý vị coi có tha lực không? Mỗi một người mỗi công việc mà không tha lực hả? Nếu như trong gia đình 5-6 người mà quý vị hoàn toàn làm hết việc, không ai làm phụ quý vị, không cho ai làm hết, một mình làm luôn, thì đó là tự lực đó. Để giải quyết á, nấu một buổi cơm thôi mà còn có tha lực mà. Người thì đi tìm đồ ăn đem về, người thì củi nước, người thì mua ga, hoặc là bếp nấu, hoặc này kia, rồi do gạo, đủ chuyện, đều là tha lực. Mà bây giờ quý vị muốn làm cái chuyện tự lực hả? Đâu có được rồi. Mình là tu pháp nhị lực, phải biết pháp môn tịnh độ là pháp nhị lực, nên ai tu cũng được, từ thánh phàm đều là tu được thành tựu. Nên phải hiểu, hiểu cái pháp môn tịnh độ là một cái pháp dễ tu. Chỉ cần chân thật niệm có Phật hiệu, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, chứ đừng bao giờ cái tâm gọi là dụng công phu để tâm thanh tịnh. Ở thế gian khó tâm thanh tịnh lắm. Chỉ cần nhớ ai với Đạo Phật, nhớ lâu dài sẽ có kết quả. Nhớ lâu dài có kết quả, chứ không phải là dụng công để tâm thanh tịnh. Tại vì cái cõi này là cái cõi trượt, nhăn trượt nhiều quá làm sao tâm thanh tịnh. Ở thế giới cực lạc không có nhăn trượt nên tâm mới thanh tịnh. Còn ở cõi ta bà là nhăn trượt nhiều nên mới cần dùng tín nguyện để niệm Phật. Đầu tiên là tín nguyện để trì danh. Khi người mà có lòng tin với Phật kiên cố thì tin nhân quả kiên cố. Mà tin nhân quả kiên cố thì không khổ, hiểu không? Nguyện kiên cố, nguyện kiên cố là nguyện sao? Là khổ đau cỡ nào, bệnh đau cỡ nào cũng cầu sanh cực lạc thôi. Đó là hai tiêu chuẩn tín nguyện. Còn hạnh là ai với Đạo Phật đầy đủ, cứ siêng năng mà niệm. Quý vị chỉ căn như vậy thôi là đời này chắc chắn vãng sanh. Một đời tu không bỏ cuộc là thành công. Trời ơi, hướng dẫn câu một câu nói hoài luôn á, để gây dựng cho quý vị đó. Tại vì những đức thấy rằng phàm phu mình phải kiên nhẫn lâu dài, trong đây trẻ già gì cũng vậy, cứ siêng năng niệm Phật đi, sẽ thấy cái lợi ích của nó lớn lắm. Thôi ôi, cái lợi ích này là chính những đức đã cảm giác được bất khả tư nghì mà. Ôi, nó lợi ích lớn lắm quý vị ơi. Đó, nhớ nè, hồi sáng nghe Đức nói một câu nghe, cái người niệm Phật đó nghe, mà muốn chuyển được cái nghiệp quả của mình đó nghe quý vị, là quý vị phải có lòng tín nguyện. Chư tổ sư nói câu này nè: người niệm Phật xem thân này như đã chết, đem xác chết này để thí nghiệm tâm linh. À, nên mình phải là nghĩ như mình đã chết để niệm Phật. Chứ nếu như quý vị niệm Phật, quý vị còn nghĩ rằng niệm Phật niệm vậy thôi, chứ mình phải uống thuốc, mình phải đi tìm bác sĩ, thì tức khắc nó phá vỡ công phu niệm Phật đó của quý vị liền. Nếu mà nói gì để mà chuyển nghiệp, nó vô cùng là chậm và khó. Cái người niệm Phật mà nó chuyển được nghiệp á, là giống như quý vị nghĩ đi, cái bàn tay gì nó lật một phát là do gì? Tín nguyện kiên cố nó mới lật được, hiểu không? Nó lật lại, đó là tín nguyện với kiên cố nó mới lật được. Nó có nghĩa là nó chỉ có một phương hướng thôi, lật lại. Còn nếu mà không có tín nguyện nữa, lật lại gì là nghiệp, lật lại là tiêu nghiệp. Đúng như vậy thôi.
Trong kinh Phật nói nếu nghiệp lực chúng sanh tạo mà có hình tướng thì tặng hư không khắp pháp giới, không có chỗ chứa, hiểu không? Đã là Phật nói như vậy mà chúng ta đi chấp nghiệp, nghĩ rằng mình tạo nghiệp nhiều rồi, đã phá thai nhiều lần rồi, mình bắt hiếu với cha mẹ, rồi mình làm điều sai lầm, nó cứ đem cái vĩ vãng nó quay lại hoài, mà mỗi lần quay lại thì nó tăng thêm một lần nghiệp, mỗi lần quay lại thì tăng thêm một lần nghiệp. Tại sao chúng ta không đưa nó vào vĩ vãng cho qua đi? Chúng ta bây giờ nên nhớ A Di Đà Phật và sống chết đi niệm Phật thì chuyển nghiệp liền, chuyển nghiệp liền. Cách nay mấy ngày trước có một chú, ổng bị ung thư mổ ngay chỗ này, cái tiếng nói ổng nói không được nữa, ổng chỉ có viết chữ thôi. Những đức phiên ổng, bây giờ ông nghe lời như đức, ông niệm Phật đi, ông cứ chân thật ông niệm Phật đi, rồi ông sẽ thấy cái lợi ích của nó. Trời ơi, cái câu Phật hiệu này những đức nuôi bao nhiêu trăm bà già, như đức kinh nghiệm mà. Trời ơi, thọ mạng mà chưa đến nó chuyển nghiệp hết bệnh liền. Quý vị nói ồ niệm Phật sao không sao hết bệnh thầy? Niệm Phật không sao hết bệnh à? Cô giáo Lưu Tố Văn, cái bệnh lao da mà Hòa Thượng Tịnh Không à, nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, nói rằng cái bệnh lao da là cái bệnh cực kỳ, nó còn độc ác hơn là cái bệnh ung thư. Nghĩa là bệnh lao da là nó còn giữ bệnh ung thư nữa. Cô giáo Lưu Tú Văn nghe, để cho con cái tùy duyên, cho con cái nó đi khắp nơi bệnh viện hết trơn để mà đưa bà đi khám. Bà tùy duyên luôn, bà này tính nguyện chắc, bà làm được, nhưng mình thì phải giữ cái tâm cho chắc. Có chừng mình lao đi là mình mắc công phu luôn. Còn bà này quá dữ dằn, bà cho con bà đưa đi khám bệnh, đưa đi tội nó, đưa đi khắp nơi nơi. Cuối cùng bà nói một câu này nè, đủ rồi đó, chiều các con bao nhiêu thôi đó, từ hôm nay không đi đâu nữa hết, niệm Phật. Và tụi nó không kể, người bà nó sưng lên. Thí dụ như lúc bình thường người bà 50kg, bà bệnh lao da xong người bà lên hơn 80kg, da bà nó nứt ra hoàn toàn, nước nó chảy ra hết. Rồi bà nằm đó, bà niệm Phật, gia đình bà khóc, nghĩ rằng bà sắp sửa chết rồi. Bà thấy gia đình bà buồn khóc, bà nói một câu: khóc cái gì, quý vị khóc cái gì? Tôi sống ở đây mấy chục năm, cuộc đời tôi khổ quá, bây giờ tôi sắp sửa về quê nhà là thế giới cực lạc mà khóc cái gì? Sao không niệm Phật giúp tôi đi mà khóc cái gì? Khóc cái gì mà khóc? Trời ơi, bà này bà học hiến gia đình bà như vậy đó. Quý vị biết bà chân thật, bà niệm câu Phật hiệu rồi bà niệm, quý vị biết rằng nghe, hết bệnh lao da luôn. Mà quý vị biết cái bệnh lao da là nó nứt mặt da, đồ nó nứt nứt nát mặt hết. Xong sau này bảo khỏe lại. Bác sĩ mà điều trị cho bà gặp bà hỏi: trời ơi, bà uống thuốc gì mà hết bệnh? Thì bà nói một câu: tôi nói bác sĩ tin không? Bác sĩ nói: tôi biết bà ngày xưa tới giờ, bà là người nói chuyện rất thật, bà nói tôi tin. Bà Lưu Tú Văn mới nói: tôi chỉ có niệm Phật mới hết bệnh, đi bao nhiêu bệnh viện vẫn không hết bệnh, chỉ có niệm Phật hết bệnh. Bác sĩ nói: tôi tin bà niệm Phật hết bệnh, nhưng mà gương mặt của bà nát hết trơn, làm sao mà nó lành như vậy? Bà nói: tôi nói bác sĩ tin không, tôi không sức bất cứ một loại thuốc gì, chỉ có niệm Phật da mặt tự lành. Đó là cô giáo Lưu Tú Văn. Quý vị biết những đức lúc trước mà nổi chát rạ, một đầu nấy to to bằng ngón tay út, mà chính thầy Giác Nhàn ông nói một câu, nói cái mặt của chú không bao giờ lành. Những đức nói rằng mình đi tu cũng không quan trọng, kệ mồ luôn. Quý vị biết nó nổi đầy, mà chắc là cái nghiệp sát sanh ngày xưa bây giờ nó kinh khủng, nó nổi đầy mà nó lỗ bằng ngón tay út nó bị lủng lỗ. Thầy Nhàn nói không bao giờ mà lành. Những đức nói kệ nó luôn, đi coi mặt như thế giờ lành không? Có gì đâu, lành chơi ngon lành, còn không có mụn nữa chứ. Nó rõ ràng không? Hả? Trời ơi, nhưng mà quý vị nhớ nè, cái tâm niệm Phật mà chuyển được cái nghiệp á, là cái tâm nó phải mạnh lắm. Con người này đừng có sợ chết thì nó mới chuyển được nghiệp. Còn nếu như quý vị mà niệm Phật mà cái tâm quý vị nó cứ lo sợ, nó muốn tìm cách này cách kia để mà hỗ trợ mình, là nó không chuyển nghiệp đâu. Nó chuyển rất là chậm. Được cái phước hữu lậu nó không chuyển được cái nghiệp. Con người mà muốn chuyển được cái nghiệp, phải cái tâm mình phải bỏ mạng mình để niệm Phật thì nó chuyển nghiệp. Ấn Tổ ngài đã nói một câu mà người niệm Phật á, nếu muốn giảng sanh gì cực lạc thì khi mà bệnh đau phải là cầu giảng sanh chứ không cầu hết bệnh. Nếu như thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh rất hay. Nếu như thọ mạng hết thì chúng ta sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn về cực lạc. Có nghĩa là hai con đường này nó đều rất đặc biệt. Nó rất là đặc biệt, phải công nhận là như vậy. Nó nên con người mình á, khi nghe Pháp Môn Tịnh Độ này nè, bệnh đau quý vị phải tăng cái tính tâm lên. Những đức đã kể nhiều lần cho quý vị nghe, thấy không? Mỗi lần lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm á, giống như cái nghiệp duyên thử thách làm sao á, nó đơ trên sóng đi không nổi. Vậy mà lên lễ Bồ Tát Quán Thế Âm là sạch bệnh liền, thấy chưa? Hết trơn liền đó. Nên cách nay 2 ngày tự nhiên sao nó lối bên mà gọi là nó dối không tới. Đi nghiêng đau vô cùng. Lên lễ Phật 2 bữa hết trơn.
Nó rõ ràng không? Tất cả các cụ mình trong chùa bây giờ gầy dựng được cái tín nguyện, phần nhiều các cụ mình khi mà cảm xúc bệnh đau là đều là niệm Phật không á. Đây là cả chùa luôn á quý vị. Mà ngộ lắm nha quý vị, trong chùa chỉ cần có một bà cụ nào tự nhiên đi khám bác sĩ là tâm lực yếu liền, không nói chứ ha. Tại đi đến bác sĩ người ta nói, người ta vạch ra cái bệnh bà phải trị gì gì gì, bà phải cử gì, không có được động đậy, không được lễ Phật, không được ngồi nghỉ thức khuya đồ này kia. Nói ra một cái tự nhiên nó tác động vào tâm, và cái tâm nó dính những câu đó trong đó luôn. Tức khắc tư tưởng nó yếu hoàn toàn, cái mắt cái tâm lực niệm Phật liền, tức khắc bắt đầu lao theo bác sĩ luôn. Có hai bà kia đang niệm Phật trong đạo tràng vậy á, tự nhiên đi khám một cái bác sĩ nói phán định mấy câu cái rồi qua bên kia nằm luôn, nằm bên bệnh viện bác sĩ luôn. Ghê chưa? Mà trong khi mấy bà kia là cùi cùi bình thường, mà bình thường không có gì cả, tự nhiên mà khám một cái là yếu liền quý vị. Nên con người mình nó rất dễ bị dính câu, nên phải gầy dựng tín nguyện để mà lập vị để tu hành. Thấy chưa? Nên niệm Phật mà không hiểu là thất bại liền. Nó phải tin vào cái số mệnh cuộc đời mình. Nhớ nghe, muốn chuyển nghiệp thì phải chịu đau một chút nha quý vị. Quý vị nghĩ đi, quý vị không chuyển nghiệp á thì quý vị phải trả hoài. Bây giờ quý vị trả nghiệp thì phải chịu đau. Ví dụ như bây giờ thọ mạng chưa hết, uống thuốc nó hết, nhưng mà uống thuốc vô thì nó không tiêu nghiệp. Không có tiêu nghiệp gì mình uống thuốc mà, nó không có tiêu. Nó chữ ở đó rồi tiếp tục nó đau nữa, nó làm hoài vậy đó. Rồi đến khi cặn tử nghiệp của mình là nó xả mình một phát một đi vào tam đồ luôn. Không có tiêu mà. Còn nếu như quý vị chịu khó, chịu đau, chịu khổ thì tiêu. Tiêu nghiệp xong, thà chịu khổ một lần mà mai mốt nó hết khổ, còn hơn là nó kéo dài với vô hoài mà khổ. Giống như cái chú mà cần cổ mà bị mổ đó. Chịu khó đi, niệm Phật đi. Bây giờ chăng thật niệm Phật nên ăn chay trường đi. Tại vì ung thư rồi, đừng có ăn mặn nữa, đừng có thịt chúng sanh nữa. Ăn chay đi. Cái tâm địa đó nó thiện, tâm nó dịu. Một đứa con gái mà nó ăn chay trường rồi da mặt cũng đẹp nữa. Trẻ, lâu, già chậm. Trẻ lâu già chậm mà cười. Thời gian trẻ nó lâu, thời gian già nó chậm đến. Trời mệt chết. Thấy không? Khỏi cần sức mỹ phẩm gì nhiều, chỉ cần ăn chay niệm Phật thôi, da mặt tự đẹp. Mà nó trẻ chung mà con người nói chuyện dễ thương, trí tuệ thông minh. Nó rõ ràng cái này là xác thực 100% luôn. Nên từ nơi đó những người ung thư á, quý vị ăn chay trường đi. Đừng có ăn đồ ăn thịt chúng sanh. Những đức khuyên chân thật quý vị, những người ung thư mà nếu quý vị có lòng tin nghe, quý vị đừng bao giờ đi vô quá chắc hay chỉ bằng một cách gì khóa học hết. Đừng có chỉ. Cứ niệm Phật đi. Rồi quý vị sau này khi mà nếu tiêu nghiệp mà nó hết đó nghe, nó trở thành một con người rất bình thường. Còn nếu như quý vị mà vô quá chắc mà chỉ khóa học đó nghe, quý vị sau này dù có khỏe lại là do gì thọ mạng chưa hết á, quý vị sống cũng như chết vì nó khổ đau cùng cực luôn. Nó làm cho quý vị nó có cái chắc đó trong đó, cơ thể nó bất thường. Trời ơi, đây là người ta kinh nghiệm mấy cái bà mổ tim trong chùa mà. Bốn bà ở ngoài đời, hai bà mổ tim, hai bà không mổ tim. Hai cái bà mổ tim xong bình thường sống, nhưng bà yếu, bà khổ, bà nặng nề vô cùng. Còn cái hai bà không mổ tim, bà bình thường luôn. Nè, trong chùa người ta rút kinh nghiệm nè quý vị. Nên những đức nói đúng là cái cơ thể mà để bình thường là tuyệt vời. Tất cả những cái gì mà quý vị bình thường là đặc biệt nhất. Bình thường là đặc biệt nhất, nhớ nha. Nhớ nha mấy cô, bình thường là đặc biệt nhất. Lỗ mũi cha mẹ sinh ra để như thế, nó lùng kệ nó. Con mắt nó hép mi kệ nó. Thấy không? Cái tướng thì sao, để nó y thinh đi. Đừng có đụng đậy đến nó bậy bạ, phải không? Đừng có phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, nghe chưa? Phá hoại hoàn cảnh tự nhiên là có bão đó. Cho vị biết đó. Nó có nghĩa là hoàn cảnh tự nhiên này bị phá vỡ nhiều quá, nên nó không khí bất thường và thời tiết thất thường đó. Thì bản thân mà phá hoại tự nhiên thì bản thân cũng không bình thường luôn. Ôi ơi, vị đi hỏi tất cả những người sửa sang sắc đẹp đi, rồi vị sẽ coi họ có bình thường không. Tâm lý bất thường, bản thân bất thường, thọ mạng ngắn lại. Vì sao? Phá hoại hoàn cảnh tự nhiên nên thọ mạng phải ngắn lại. Quý vị biết cái tội nặng vô cùng là phá cái thân mà cha mẹ cho. Quý vị coi một số mà ca sĩ nổi tiếng, cái thằng mà nhảy nhạc giỏi á, tại sao nó chết sớm? Nó sửa dữ quá, nó thay đổi giới tính thì nó phải chết sớm chứ sao? Vì suy nghĩ đi, đó là phá hoại hoàn cảnh quá nặng.
thì phải chết sớm. Nó trời ơi, cái người mà học Phật mà hiểu được rồi, quý vị sống rất là hạnh phúc, dù là lỗ mũi xịp có mất hí cái miệng. Nhưng mà ai gặp cũng thương, tại vì nó quá tự nhiên nên người ta thương, mà người ta thương nhất là thương sạch, thương đúng nó luôn. Da này là da, thịt này là thịt, mắt này là mắt, miệng này là miệng, mũi là mũi, chứ nó không phải là đắp vào giả vô. Giả nó gớm lắm, sợ lắm, hiểu không? Thích nhất là thật, thật và sạch. Đó. Có nghĩa là quý vị là người niệm Phật ăn chay, nghe nó sẽ bài tiết cái da mặt quý vị từ từ lại đẹp lắm. Con người quý vị nó giống như là da mặt nó mịn lạ lắm, dù lớn tuổi da mặt vẫn mịn. Thịt da người mềm mại, nó không phải là khô cằn như cái người ăn mặn, ăn thịt chúng sanh săn hẳn đâu quý vị à. Ừ. Đó. Cái này quý vị mà ăn chay 5-10 năm thì sẽ thấy à. Thấy cái lợi ích của ăn chay niệm Phật à. Nên tất cả chúng ta bây giờ ngồi đây mà người nào bị bệnh là do gì? Chính tâm mình sanh ra đó. Con người mình nó thì săn hẳn, rượu chè, ăn thịt chúng sanh, tham lam, tình chấp, đủ chuyện mà sanh ra bệnh hoạn. Bây giờ nên chuyển cái tâm, sửa tâm lại đi. Sửa tâm lại. Có khi mình bị ung thư, mình bị bệnh, mình nặng nề rồi, vậy mà trong lòng của mình còn suy nghĩ, trời ơi bây giờ mình bị bệnh, rồi suy nghĩ tiêu cực, rồi lỡ mai mốt mình chết đi, rồi vợ mình nó có sống gì không, rồi con mình sao đây, lỡ vợ mình nó lấy chồng nữa, rồi con gái mình sao đây, thằng kia nó có đàng hoàng với con gái mình hay không, rồi của cải mình cực khổ tạo ra, bây giờ không lấy vô tay thằng kia, rồi sao đây, rồi có chia chác cho con cái mình được hay không. Trời ơi, mình bệnh đau chưa giải quyết xong mà chưa chân là mình đã nặng về tiêu cực về cái vấn đề đó, nên nó bệnh đau nó mau xuống vô cùng, nó xuống đến mức cung cực. Nếu quý vị mà khôn biết thương mình á, bệnh đau rồi ngưng cái tâm lại đi, niệm Phật, giữ cái tâm nó thiện hài hòa, tức khắc nó hóa giải cái nghiệp thì tự hết bệnh thôi. Tin không? Trời ơi, những đức nói mỗi tuần chủ nhật này nó lợi ích lớn dữ lắm nè, vì nó cộng lực để mà phát huy mình. Nó cộng lực phát huy mình. Một ngọn đèn sao sáng bằng 1000 ngọn đèn, hay là 1500 ngọn đèn. 1500 ngọn đèn thì ánh sáng nó sáng vô cùng, còn một ngọn đèn mình có tí teo nó sáng chút xíu thôi, đúng không? Đó, một câu Phật hiệu nên pháp môn Tịnh Độ này cộng lực mà tu thì nó mạnh lắm, vì nó phát âm của lực. Nó có nghĩa là cái lực này nó cộng lực, mà cộng lực thì nó mới chuyển nghiệp dễ. Nên cái máy mà quý vị ở nhà tu là nó cũng có cái lực, là những đức thu âm được cái âm của tiếng đông đó, để nó âm hưởng với quý vị, để cộng lực với quý vị, để nó phát âm lực mạnh ra, để gọi là chuyển nghiệp đó. Nó không giỡn đâu. Nên từ đó quý vị coi cái số lượng người này mà chút lễ Phật đi, quý vị coi cái âm vang nó vang lên vậy đó. Một tiếng mà nhiều tiếng thành một âm vang, thành một cái lực niệm. Nên nó gọi là đặc biệt lắm. Từ nơi đó mà những cô mà mang nghiệp phá thai đồ ngồi ở đây nghe, mấy cô nhớ nè, cái đạo tràng mà niệm Phật như vậy nè, rồi cúng đi thực nè, rồi những cái công đức phóng sanh đồ này kia nè, dù mấy cô đến đi đây cộng tu thôi, tự nhiên nó chuyển cái nghiệp của chuyện phá thai mấy cô, từ từ là con mấy cô cái tâm nó nhẹ nhàng lại. Cái tâm nó nhẹ nhàng lại đó quý vị. Tại vì nó nghe gì nè, nó chuyển cái tâm từ từ. Giờ nó nghe cái nguyện lực của Di Đà về cực lạc sung sướng, còn ở đây đòi nợ khổ đau. Đó, nên từ nơi đó mà quý vị phải nhớ là chúng ta dùng phương pháp niệm Phật, chiếc máy niệm Phật phương tiện đa dạng để làm sao mà gieo cho tất cả nhân sinh đều được kết nhân duyên câu Phật hiệu này. Thù thắng lắm quý vị, nhớ lắm. Niệm Phật rất dễ niệm theo, còn nghe kinh thì phải kiên trì nghe, vong sẽ mất nhiều thời gian hơn để giác ngộ Phật pháp. Một câu Phật hiệu mà chăng thật niệm thì nó dễ, một câu Phật hiệu là nó đủ liền, một câu Phật hiệu là gọn, một câu Phật hiệu là gọn, một câu Phật hiệu là gọn. Nên từ một niệm đến 10 niệm tiếp nhận thì được giải thoát liền. Còn nghe kinh thì phải mất thời gian nhiều nghe để giác ngộ mới thâm nhập được Phật pháp, mà khó thế nào mà hiểu được để mà thâm nhập lắm. Còn một câu Phật hiệu nó không có cần thâm nhập gì, chỉ cần miệng niệm chân thật và nghe, và chúng ta chỉ cần có tín nguyện muốn về cực lạc thì theo cái nguyện đó Phật A Đà tiếp dẫn. Nên gọi là quang minh của Phật A Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Quý vị đang ngồi đây niệm Phật nè, cái tâm đang nói về Tịnh Độ nè, tức khắc quang minh của Phật A Đà soi gọi đây đang bao trùm khu vực này lại nè. Quang minh thì soi gọi tặng hư không khắp pháp giới, nhưng soi gọi mà cảm ứng với cái người nào? Niệm Phật. Niệm Phật mới cảm ứng được. Vì sao? Giống như 10 số điện thoại quý vị phải nhớ, bấm đúng 10 số nó mới qua được trung gian người kia để mà hai bên đối thoại nói chuyện được. Vậy thì Đức Phật A Di Đà đối thoại chúng sanh bằng cách nào? Người này niệm Phật là cùng tần số với Phật A Di Đà.
Chư hương linh mà niệm Phật thì cùng tần số Phật A Di Đà. Chư hương linh mà chỉ cần nghe mà niệm Phật thì cùng tần số Phật A Di Đà liền. Chiếc máy đưa lên niệm Phật, bắt đầu là chư hương linh thấy ánh quang minh từ cái đèn bông sen này nó soi gọi lên. Mà cảnh giới chư hương linh thấy cái đèn bông sen lớn lắm nha. Bắt đầu là tự nhiên niệm theo câu Phật hiệu, mà chư hương linh là dễ đi vì nó không còn cái thân. Chỉ cần niệm theo câu Phật hiệu này là con muốn giảng sanh thôi, buông cái tâm hận thù liền, tức khắc là theo cái nguyện Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn chư hương linh về cực lạc liền. Tại vì sao? Vì câu Phật hiệu có một ánh sáng mà chư hương linh có tha tâm thông nhìn được. Nhìn thấy, còn mắt mình là nhục nhãn chưa thấy được. Nó chưa khai mở được cái gọi là cái nhãn quan của mình sáng suốt để nhìn thấy. Còn chư hương linh người ta có tha tâm thông mà nó mất đi cái thân của thân tứ đại này rồi, nó còn cái linh hồn tự nhiên nhìn thấy được cái ánh quang minh sáng soi rồi. Nó nên quý vị biết bắt niệm Phật là lợi ích lớn lắm á. Nên mộ phần ông bà cha mẹ để cái máy này nè. Thấy không? Còn ví dụ như cái này là đặc biệt nhất nè, quý vị biết sao không? Để như vậy nè. Để cho nó tồn tại. Bắt đầu quý vị đổ một miếng xi măng cắm cái này xuống, thấy không? Quý vị lấy sắt á. Sắt mà nhỏ mà vừa vừa sắt trắng á. Quý vị câu lên trên cái mái nhà này nè, cái câu theo khoảng chừng 3 cây nhỏ bị bao lại thôi. Rồi quý vị chắc lại, rồi ý mình là để nó cố định hoài để cho nó niệm có thời gian. Hiểu không? Mà mình gài làm sao mà mình phá lại được khi mà cái này mà lỡ nó hư á, mua cái khác cấm là tiếp tục nữa, bắt đầu là tiếp tục gài y gan gì. Thì tức khắc mộ phần vắng vẻ gì cũng để hoài được, không có ai lấy được cái này chứ. Không ai lấy được cái này mà mình để trên cái máy mà gọi là cái máy phần mộ cao cao á, trên cái nóc á, mình để trên đó. Tức khắc mình để cái gì này? Trời ơi, vừa cái phần mộ của ông bà cha mẹ mình được nghe câu Phật hiệu, mà cái phần mộ xung quanh hoặc chư hương linh cũng nghe được. Cái lợi ích này lớn lắm á, rất là lớn quý vị à. Cái này nè, cái này là bao nè, bao xung quanh được nè, bao, lấy cái sắt bao xung quanh là thành cái lưới chắc lại, rồi cố định luôn. Còn ví dụ như cái miếng đất ruộng rẫy của mình đi, mình đổ một cái cây, bắt đầu nó chấm cái này xuống ngay chân cái hồ xi măng nó xuống, để cao cao lên chút xíu, rồi dựng cái cây cao cao lên. Không lẽ ai đi làm chuyện tào lao tự nhiên đi chặt cái cây của người ta, làm chuyện đó làm chi vậy? Thì tự nhiên trong cái miếng đất của mình ngay đi nó niệm Phật hoài luôn. Tự nhiên mình bước ra ngoài đó là mình nghe liền à. Không cần điện gì chứ, nó niệm hoài vậy đó. Chỉ cho thấy không? Ồ, đem câu Phật hiệu này giới thiệu, đúng là nó hương vị thì càng giới thiệu thì nó càng khéo giới thiệu. Mà cái người mà giới thiệu người ta niệm Phật nghe cái miệng nó cũng dẻo, nói tự nhiên ta nghe hút ngộ. Niệm Phật là nó nói ta nghe hút à. Nó còn quý vị khéo miệng cái nào nói người ta cũng không nghe hút được. Nhưng mà người niệm Phật nói ta nghe ta hút vậy đó, không đi được, mắc tiểu cũng không dám đi nữa. Ngộ vậy đó. Đó, nên cái năng lượng này hay, đặc biệt, nghe không? Mà máy nghe pháp đồ này kia, đặc biệt cái phương tiện. Cái phương tiện mà thời đại khoa học là đúng là dùng phương tiện này để truyền Phật pháp. Đây gọi là thời đại khoa học, biết dùng Phật pháp theo khoa học để truyền tải. Đúng thời đại luôn, đúng không? Nó khoa học tiến triển, đúng không? Chúng ta đem Phật pháp để vô khoa học nè, nó đeo Phật pháp từ khoa học luôn. Nên, Phật pháp có trí tuệ mà ha. Đó nè, sen đấy chứ. Ê ôi, sen bay đấy chưa nó. Chưa lên thấy niệm Phật đem sen bay. Nhớ nghe, đối chư hương linh cái tâm muốn giúp xong buông xuống, đừng bao giờ lúc nào cũng hương linh giải thoát, hương linh giải thoát nè, dính theo mình phiền phức. Cứ là có cái tâm giúp xong rồi buông xuống lo niệm Phật thôi, đừng có lao theo hương linh, nghe chưa? Đừng có gặp ai cũng này chư hương linh ơi, dính đó. Dính đó chứ không có giỡn đâu, đừng có dính cái vụ đó. Những đứa mà gặp ai mà nói mà con đi cúng kiến rồi con thấy hương linh giảng sanh nhiều, con nói thôi ai về Đà Phật, tôi không dám nói. Cái chuyện này tôi không có nói tới dòng do, mệt lắm, không có nói. Tôi chỉ là khuyên người ta như vậy xong buông xuống đi, cứ lo niệm Phật, đừng có nghĩ tới chuyện đó. Là người ta lo người ta niệm Phật à, còn mình mỗi ngày nghĩ tới hương linh không là tướng do tâm sanh. Hiểu không? Nó nên từ nó đó, trong gia đình mình mà để máy niệm Phật đi, phần đất nào mà con không có chư hương linh, người ta đến người ta niệm Phật, người ta hộ trì cho nhà mình luôn á. Mình nghe kinh nghe pháp người ta hộ trì nhà mình luôn á, ở nơi đó quỷ thần người ta hộ trì luôn á, chứ không giỡn đâu. Quý vị nói cái cảnh giới của quỷ thần có thiện có ác á, chứ không phải là quỷ thần nào cũng là gọi là quỷ nào cũng ác không đâu.
Người ta mà nghe kinh niệm Phật là người ta cũng tu hành giải thoát á. Các vị nghe câu đoạn này rõ ràng không? Bắt điệu niệm Phật lên để ngoài trời mà chư thiên mà nghe điệu niệm Phật mà quỳ xuống niệm. Vị thấy không? Chư thiên người ta nhìn thấy cung kính, thiên nhãn nó nhìn thấy rõ ràng. Thấy không? Cái lợi ích này, cái lợi ích này đặc biệt lắm. Bởi vì hôm nay mà người nào mà ngồi ở đây mà nhận được cái đèn này là đúng rồi. Không đơn giản. Không đơn giản chút nào. Tuy là cái vị mua thì bình thường thôi, nhưng mà tặng nó mới ghê. Nói tặng mà ghê gớm quá gì. Sao tự nhiên nhầm cái bông sen nó bị hư. Trời ơi, sao kỳ thầy. Sao mà bấm hoài nó không chịu niệm, mà sao nó kỳ cục vậy thầy. Đó là thử tâm thôi biết không. Nó thử mình thôi. Khi mình nói ồ đèn đẹp quá, đèn đẹp quá, bấm thử rồi bấm. Sao em gù trời. Sao kỳ vậy thầy. Để đứa có giới thiệu ghê quá mà. Sao bấm hoài mà nó không niệm thầy. Ôi, không lấy hết năng lượng. Đem ra ngoài trời để cái buổi không niệm gì. Trời ơi sao kỳ vậy. Đèn đẹp quá sao không niệm chứ nha. Đừng có buồn. Đừng có buồn nghe, đừng có thất vọng nghe chưa. Thất vọng là mình không hay đâu. Mình nói đèn mà người mà còn hư không chỉ đèn. Người có những người thì chưa sanh ra đã chết trong bụng rồi. Có khi vài năm thì chết, có khi lớn lớn một chút chết, có khi già chết đúng không. Thì cái đèn cũng vậy. Có khi nó chưa sanh là chưa xài nó cũng chết. Thì chuyện này là bình thường thôi. Xài thời gian đừng có nói tháng sau hư. Trời ơi cái đèn xài có một tháng hư rồi. Thì nó sống tuổi thọ nó ngang. Trời ơi con người mà còn có người chết trẻ chết già. Mà không chỉ là đồ vật thì nó cũng có đứa thì nó chết sớm đứa chết trễ. Sớm muộn cũng chết thôi đúng không. Đừng có nói trách trách cứ nữa. Tại sao mà xài mau hư đúng không. Đồ đạc mà đồ điện tử mà ai biết được đúng không quý vị. Những đứa có biết trong đó nó cái gì đâu. Chỉ là bấm bây giờ nó niệm là tôi biết nó niệm đó. Tôi để cả tháng tôi thấy nó niệm quá trời luôn á. Thì chắc chắn là người ta cũng muốn làm bền để cho mình đặt đồ của người ta chứ quý vị. Tại đây là cái mối mà lớn mà ai mà đi làm tầm bậy với mình. Thấy không? Mà nó tặng là tặng thôi. Còn lỡ về nhà mà nó ngay cái nào hư đừng có nói xui xẻo nghe không. Có nhiều cô trời ơi tặng cho cái đèn bông sen mấy ngàn cái có một cái hư đến gặp nó thầy thầy xui ghê luôn á. Thì tặng cho ngay cái đèn bị hư xui hơn cái gì nữa. Những đức nói đừng có nói xui. Thấy không? Đi nói xui xẻo làm chi. Thấy không? Ai với Đạo Phật thôi. Xài được cũng ai với Đạo Phật, mà không xài được cũng ai với Đạo Phật. Chứ nói làm chi cái câu đó làm chi nghe cho nó nặng nề. Thấy không? Nó dặn kỹ hết trơn đó nghe quý vị. Thấy không? Nghĩa là tặng đồ mà nói lên cái giá trị của nó là ý nghĩa đó. Đó là Phật Pháp nó phải gì đó. Quý vị coi có những người người ta đâu có tặng đồ được đâu. Có đồ cũng không cho được nữa. Không cho được. Trời ơi, cho đồ cũng là phải có duyên mới cho được. Nó quý vị nói đùa hả? Bây giờ những đức nói quý vị nghe nè, tự nhiên quý vị ở ngoài đường quý vị bưng một ly nước quý vị đưa cho người ta uống. Gì? Đem đi chỗ khác. Nói dạ. Nước gì mà cho tôi uống? Nghi. Đúng không? Nghi phải không? Còn những đức mà đưa quý vị ly nước nghe, trời. Khỏi cần nghi, bỏ thuốc gì vô đó hoặc thuốc mê gì cũng. Tại vì sao tin tưởng? Tin tưởng những đứa quá nên muốn hại người. Tin tưởng nó hại người ghê lắm nha. Còn nếu mà người ta tin tưởng mình mà làm tốt rồi cũng tốt dữ lắm quý vị, không giỡn đâu. Thay vì giờ không ai nghi mình hết quý vị. Thí dụ giờ mấy cô trẻ trẻ ngồi đây đi, đi ra ngoài đường mà gặp một chàng trai nào mà đưa ly nước ai gì đập không dám đâu. Uống bậy bạ nồng đơ sao quý vị. Thấy không? Uống kỹ lưỡng đâu có dám uống tùy tiện quý vị. Còn những đứa mà đưa ly nước ai gì đập cảm ơn thầy. Trong lòng còn trân quý nữa quý vị. Còn một giọt. Ồ vậy nó quý mà quý vị. Rồi cuối uống một ly xong. Trời ơi quý vị coi. Nên từ nơi đó thấy không đó. Nên cho đồ là cái duyên mới cho được, mới dễ cho. Mà ta lại quan hỷ nó chứ à, không đơn giản đâu. Nên từ nơi đó phải rõ ràng không. Đi ra đường đi ai cho gì phải nghi không. Đâu có dám nhận tùy tiện quý vị. Không có dám nhận tùy tiện đâu. Nên đó là cái điều mà cái phước duyên cái người niệm Phật á là nó đặc biệt vậy đó. Nên quý vị cứ niệm Phật đi thì cái duyên phước quý vị nó lạ lắm. Nó đặc biệt lắm. Nó... Bữa nay tặng quà cũng nhiều lắm nha. Chào.
Hủ chao này đem về ăn. Xin niệm Phật rất là nhiều. Ôi ôi, chao này gọi là chao lâu năm trong chùa. Một cái kho chao để máy niệm Phật thời gian rất rất là lâu, nên chao nó đóng kẹo nước lại hết. Tại vì quý vị biết rằng khi chao mà mới làm thì nước nó lỏng le, là do chao này nó chưa có, nó trải qua nhiều thời gian của sương nắng, mưa nắng giải dầu, nó chưa có thấm nhuần, hiểu không? Còn bây giờ chao mà để trong chùa nó lâu ngày lâu tháng mà nó được công phu niệm Phật nữa, nên nước chao nó kẹo lại hết. Trời ơi, cái cục chao quý vị mà sắn nhẹ, quý vị ăn mới bỏ vô miệng nha, bỏ vô cái thấy nó cay cay bùi bùi, nuốt vô bụng cái nó ngọt ngọt béo béo. Trời ơi, nghĩa là đặc biệt lắm. Một người một hũ chao, mấy cô dưới nhà bếp chuẩn bị đi, bữa nay một người một hũ chao, rồi một người một cái đèn bông sen năng lượng đó, hai món nha, chưa đâu còn nữa. Còn nữa cái gì? Rong biển. Giới thiệu mặt à, trời ơi, rong biển người ta cúng mấy chục thùng. Mấy thầy biết rong biển này chỉ vì cách làm nghe, gói với cơm, mua chả lụa chai về, thấy không? Coi theo cái cách làm đây nè, thấy không? Cơm xung quanh gói cho gọn lại, xong cắt từng khúc từng khúc từng khúc nho nhỏ, thấy không? Rồi luộc thêm vài món gì nó kết hợp, bắt đầu là dọn lên, lâu lâu thay đổi món cho ông chồng ở nhà chưa ăn chay chừa, hiểu không? Bắt đầu gói rong biển này nè. Rồi quý vị làm chén nước tương cho nó đặc sắc nghe không? Chén nước tương ớt đồ cho nó ngon. Nước tương bỏ mấy đồ ngọt đồ vô cho nó ngon nghe không? Nước tương mà gọi là nước tương mà nước tương xịn mà kẹo kẹo đó cho nó ngon nghe. Bắt đầu cái miếng này bắt đầu gấp lên nha, chấm một cái nha, đưa vô miệng ăn. Trời ơi, quá đặc biệt, thấy chưa? Nghe không? Về gói đi nó, gói được 2-3 buổi để cho ông chồng kết duyên, gia đình kết duyên. Món này dễ làm lắm, nó nghĩa là người ta đem đến cúng dường nhiều quá, chùa mình phải đưa ra cho quý Phật tử mỗi người dùng miếng, thấy không? Đó, nên từ nơi đó nó đến chùa nó cái hương vị vậy đó quý vị. Nó đều là trong Phật pháp để mà nhắc nhở chúng ta để mà tu hành không đó, đem về để kết duyên cho gia đình. Chùa mình bây giờ nghe nói mấy cô là hứng nước đem về nhà uống dữ lắm nha, cứ hứng đi, nhìn Đức thấy hay đó quý vị. Nước chùa cũng dư, cứ hứng đi, cứ đi đến đây tu cầm theo cái bình, đi đến đây tu cứ hứng bình nước xách về nhà. Ừ, vậy đó. Mà thời gian bị coi gia đình quý vị nó có sự chuyển biến lạ lắm á, nó uống nước của chùa rồi nó sẽ vô chùa. Chứ sao, uống lâu ngày cũng như những đức quen nước chùa rồi, bây giờ uống nước ngoài uống khó lắm, hay chưa? Mà quen cái mùi nước của chùa thì phải vô chùa, cái ăn tình đó nó đi vô chùa để nào tu, chừng bỏ mấy bà luôn á. Nó, trời, nó không đơn giản, nó đặc biệt, cái duyên nó phải từ bố thí mà nhiếp. Quý vị thấy cái tâm này nó vui chưa? Cái tâm nó vui gì rồi, quý vị thấy cái cảm giác của nội tâm cái gì chưa? Dù là bệnh đau cỡ nào mà nãy giờ nó vui gì nè, là tức khắc quý vị thấy rõ ràng là về cái thân bệnh nó giảm tối đa chưa? Vậy thì tiếp tục về nhà mà niệm Phật, thấy không? Chân thật mà niệm Phật. Nên hôm nay chúng ta học tập á, cái bài học này nó đặc biệt đó là máy niệm Phật ngoài trời là phương tiện tốt nhất để siêu độ vong linh. Chỉ cần có cái tâm này thôi thì quý Phật tử khắp nơi nơi tu phước tu duyên thù thắng rồi đó. Nhớ nha, nghĩa trang, nơi vắng vẻ, cái nơi mà lò thiêu, rồi những cái nơi mà trên lóc nhà. Vài bữa nhân đức à, mỗi một cái nóc chùa mình mấy cái, chùa nóc nhà mấy cái, để chi hiểu không? Lỡ chim chóc nó bay ngang, nó đậu trên lóc nhà, nó cũng nghe được có Phật hiệu.
không? Rồi lỡ nó đậu trên đó có bù câu, có chim, nó làm tổ trên biết đâu, nó sanh những con chim con yếu chết, thì trong lúc đó niệm Phật nó hộ niệm cho chim con luôn. Không, nó có nghĩa là đa dạng phương tiện luôn. Nó còn nhà vì thành phố, trên nóc nhà vì để cái cây năng lượng này trên nóc nhà. Nó làm vậy, làm đủ cách hết. Cái tâm mình như vậy phước lớn, quý vị hiểu không? Đó, nên rất là mong quý vị chân thật mà niệm Phật, để khi bỏ báo thân này, mỗi người chúng ta đều là về thế giới Cực Lạc hết nha. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Ở chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật chư tăng ni quý Phật tử về đây cùng tu rất là đông. Chúng ta được chia sẻ Phật pháp, niệm Phật, lễ Phật, cúng đi thực phóng sanh. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu an trên đại lão hòa thượng viện chủ, toàn thể đại chúng, nguyện cho tất cả quý vị luôn luôn có sức khỏe và gia đình sống được tốt đẹp hạnh phúc, được cái phước duyên nên gặp được pháp môn tịnh độ. Chúng ta phát bồ đề tâm tin sâu nguyện thiết, chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong nhiều đời nhiều kiếp hay đời này mắc mà chưa được siêu thoát. Chúng ta nguyện hồi hướng công đức này cho họ và chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào thử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Nguyện cho tất cả quý vị đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát tâm niệm Phật để cầu sanh về Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà đã phát lời nguyện, chúng sanh mười phương chỉ cần nghe danh hiệu của Ngài là A Di Đà Phật, chí tâm tin ưa, phát tâm niệm và muốn về thế giới Cực Lạc, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, chỉ cần chân thật niệm Phật, không còn buồn giận trách, quyết chí cầu sanh Cực Lạc, thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh để về thế giới Cực Lạc. Khi về thế giới Cực Lạc, chúng ta luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. Như đặng Phật tử chúng ngà kim tí như cung, từ thực biến tập phương nhất thiên từ cộng, nguyện dị thử công đức vô cập nữ nhật thiệt, ngà đặng dự Phật tử giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngộ tình chung ngã kim thi nhờ cung, biên tập phương nhất thiết ngộ tình công, nguyện dị thử công đức vô cập nữ nhật thiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim ti nhờ cung, phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị thử công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, nắng tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa,
biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thơm nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ, nam mô Tây Phương Cực Lạc Bệ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tu đình hộ pháp pháp bồ đề tâm, mô các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho tất cả các vị giải thoát thân súc sanh, quy tam bảo nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới cực lạc đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miễn ý phát sanh ra, cho mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy y Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Di Đà Phật mời đại chúng xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.